Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình tiếp tục đến nhà của anh Cọp để quay giới thiệu cho quý vị một số phôi mai nha quý vị. Xin chào anh. Chào anh Tức. Mình cũng xin nói chào tất cả anh em nha. Hôm nay cũng cảm ơn anh đã trở lại với kênh của anh Tức. Hôm nay cũng xin giới thiệu với anh là lên một clip phôi mai chú quý nha anh. Có 11 mai chú quý và 3 mai vàng. Anh ơi, giới thiệu lại cái địa chỉ mình anh. Địa chỉ mình là 6 Bảo Thạnh, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Số điện thoại là 0917735507. Rồi, ship sao anh? Ship toàn quốc anh. Rồi, ship toàn quốc nha quý vị. Rồi, mà làm nhanh gọn lẹ anh. Lốp rẻ ha, để sao quý gì chờ ha. Rồi, đầu tiên là một cái phôi mai vàng nha quý vị. Dạ, anh cho cái chiều cao trước đi rồi hồi em quay. Em quay tổng thể cái đế và hoành là 68 anh. Nhiêu anh? 68. 68 tại xe tải đang chạy ngang nên mình hơi bị ồ như quý vị. Hoành ngang đây 50 nha anh. Rồi, vị trí đó 50 quý vị ơi. Rồi. À, mình quay ở trên trước cho quý vị xem rồi lát nữa mình quay bộ rễ nha. Tổng thể của ta ở trên trước, cành tàn ở trên trước ha. Quay vòng liên vòng, anh né ra cho em nha. Rồi mình thấy ở đây có một cái lỗ nha quý vị. Cái này chắc còn đó sâu đục thân ha. À, về đây quý vị xử lý lại cái lỗ đó ha. Mình này vừa đi cho xem quý vị cái trên ha. Rồi bây giờ mình thấy xây cái bộ đế nha. Rồi hoành hồi nãy như anh nói là báo là 50, hồi nãy đo 50 ha. Cái này mình định giao lưu giá bao nhiêu anh? Dạ, cái này giá 7 triệu rưỡi anh. 7 triệu. Số 1 nha. 7 triệu rưỡi ha anh. Dạ. Mã số 1 nha quý vị. Rồi 7 triệu rưỡi. Là ship toàn quốc luôn. Rồi mình sang mã số 2 quý vị ơi. Rồi mã số 2. Cái này dạ. 3 cây mai vàng mình quay trước phải không? Rồi lát nữa còn 11 phôi tứ quý mình quay sau. Rồi cho chiều cao anh ơi. Nào cái đo rồi tôi mới cho được anh. Rồi 54 nha anh. Rồi cao 54 quý vị ơi. Đây là 35. Rồi 35. 35. Rồi này nở đế nha. Đế đẹp. Đế là xè. Rồi rất rẻ lên giá 2 triệu 2 nha anh. Rồi 2 triệu 2 luôn quý vị ơi, mã số 2 nha quý vị. Rồi cho mã số 2 xuống luôn. Rồi mã số 3 lên. À, số 3 cũng tiếp tục là một phôi mai vàng nha quý vị. Rồi. Cho số không? Rồi chiều dài ngắn đây là 37. Rồi 37. Đây là 24. Rồi. Dòng đế luôn. 24 mai dòng đế hả? Không có vô quay vòng đế cho mọi quý vị xem anh. Rồi giá nhiêu anh? Giá 800 ngàn. 800 ngàn bao ship luôn. Xuống cây. Rồi mã số 4 trở sao là tứ quý hết phải không anh? Dạ đúng rồi. Rồi mà từ đây tới sau là tứ quý nha quý vị.
gồm 11 cây tứ quý. Rồi bắt đầu từ mã số 4 trở về sau nha. Dạ. Chiều dài đó là 40 nha anh. Dạ. Đây là 39. Đây là đo cái cũ hả? Đo cũ đi. Đo cũ đi, chứ hoành ở trên khó đo hả? Đi 34 nha anh. Rồi. Đi 34. Dạ. Rồi giá anh ơi. Cái này giá 1 triệu. Rồi 1 triệu luôn. Xuống cây luôn. Rồi cái này mã số 5. Cái này lực lực nha. Đế đẹp ha. Tính quay thuận thì chắc không. Lấy cây đẹp xấu anh biết rồi ha. Dạ biết chứ anh. Rồi. Giá được không? Dạ. Định giá được không? Khó lắm anh ơi. Khó hả? Cho chủ cây định giá chứ em đâu có định giá được. Rồi nhìn thì mình biết quay quen thì mình biết cây đó có thể giá bao nhiêu mình biết chứ mà giá chủ cây cho chứ mình đâu có dám cho. Đó. Dạ. 43 thì cho 43. Dạ. Rồi quanh là 29 luôn anh. Rồi 29 quanh quý vị. Bao giá anh? Cái này giá 2 triệu. Rồi 2 triệu quý vị. Rồi mã số 5 nha quý vị. Rồi xuống cây. Để điều ha. Tứ quý luôn nha quý vị, từ đây trở sau tứ quý luôn có nha quý vị. Từ phôi số 4 trở sau là tứ quý nha quý vị. Rồi. Rồi. Tay cành cũng rất là đều ha. Đây là 30 chứ không? Rồi, xác nhận hoành 30. Để đây. Rồi 2 triệu 2. Xuống cây. Con mình làm ta tội nghiệp quá. Đáng anh ơi. Em mà không có cầm cái máy quay em xuống phụ kia với anh. Số 6, số 7 không? À, mã số 7 nha quý vị. Rồi. Cho chiều cao luôn anh ơi. Chiều cao là 63. 63. 83. Mã mấy? 83. À 83. Rồi 34 hoành đâu ngay vị trí đó quý vị. Rồi. Cái củ này nở nha. Rồi cái này giá 3 triệu. Rồi 3 triệu luôn quý vị ơi, mã số 7 nha quý vị. Củ nở cho bả luôn. Không có dáng lắc lắc luôn. Rồi xuống cây. Rồi tội nghiệp quá. À, mã số 8. À. Bứng một mình rồi về đây rinh lên cũng một mình thì là thấy thì tội nghiệp chứ sao, có ai phụ nó đỡ. Cái này cao là 67 nữa anh. Dạ. Đây là 31 hoành đo cao trên đó nha quý vị. Để nơm rồi nè.
Rồi giá nhiêu anh? Rồi giá 2 triệu. Rồi 2 triệu nha quý vị, xuống cây. Rồi mã xuống. Chín. Rồi mã số 9 đúng rồi anh. Dạ. Cao 90 nha quý vị. Đây là 28. Rồi 28 luôn, xác nhận. Rồi cái này giá 1 triệu rưỡi. 1 triệu rưỡi nha anh. Rồi 1 triệu rưỡi nha quý vị, cây mã số 9 nha quý vị. Rồi xuống cây anh ơi. Hỏi không anh? Mã số 10. Mã số 10. Nào ông nổi hồi nói em để máy quay xuống phụ. Rồi 85 quý vị ơi. Rồi 29 quý vị. Đấy xè luôn. Cái này giá 2 triệu luôn nha. Rồi quay lại đây. Rồi anh dừng lại cho cái mặt này cho em quay cái đây ha, dừng lại cái ha. Rồi rất là đẹp quý vị. Rồi xuống cây. À 10 à, 11 chứ phải không? 11 quý vị ơi. Tay cành đều. Rồi cho chiều cao luôn anh. Rồi 1m25 quý vị. Đây cành đều rồi, rất là khích ha. 31. Rồi 31 của anh. Dạ. Cái này giá 2,2 luôn. Rồi mã số 11 giá 2,2 quý vị. Rồi xuống cây. Tàn đi qua đây tay cành rồi quý vị. Khích. Rồi mã số 12. Rồi. Đo luôn nha. Dạ đo đi anh. Rồi số 12 là 70, cao 70. Rồi cao 70. Còn đây là 28. Rồi, ngay vị trí đó 28 nha quý vị. Rồi, rút thước xen dòng đế luôn. Rồi, cái này giá 2 triệu luôn đi anh. Rồi, 2 triệu quý vị ơi. Rồi, xuống cây. Số 13. Rồi. Mình đây là 31. Rồi 31 là vị trí đó. Rồi giá luôn anh ơi. Cái này giá 1,8 triệu. 1,8 triệu quý vị. Rồi xuống cây. Số
13 ha, và số 14. Rồi, mã số 14 là cuối cùng nha quý vị. Quý vị nào xem chưa bấm đăng ký, nhớ bấm đăng ký ủng hộ mình nha quý vị. Nhớ bấm cái chuông rung rung để mình kịp thời được nhận được cái thông báo sớm nhất nha quý vị. Rồi, số 14 nha quý vị, cũng là cây cuối cùng của clip ha. Rồi, cao 85 nha quý vị. Khẩn khẩn là coi là đúng không hả? Rồi, quần đây là 30. Rồi, đâu vị trí đó 30 quý vị. Rồi, giá cũng 2 triệu luôn anh. Rồi, cây này 2 triệu luôn ha quý vị ơi, bao ship luôn toàn quốc hết nha quý vị. Rồi, video mình đến đây là kết thúc rồi quý vị ơi. Quý vị ủng hộ cho anh Cọp nha quý vị. Rồi, xin mến chào anh nha, hẹn gặp lại clip sau nha anh. Rồi. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở clip sau nha quý vị.